hôm nay mình sẽ đi thu thập những con quay vô cực để kết hợp chúng lên và chiến đấu với hàng tấn những kẻ thù như khủng long hay quái vật bà lu siêu to các bạn ạ. Ok, không biết mình có thể kết hợp và nâng cấp được những con quay vô cực to như thế nào và chiến đấu có thể thắng được khủng long không? Thì các bạn cùng vào chờ xem hết video nha. Và đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Ok, let's go nào. Đây các bạn ơi, con quay vô cực đây này. Ok, let's go đi nào. Ôi, nước sang bên đây. Ui, bẫy này các bạn ơi. Đây rồi, à nhìn thấy hai con. Ơi, được bao, ui bẫy cực. À, được rồi, về đến đích này các bạn ơi. Ui, bên kia kìa, có 4 con vô cực. Bên mình có 2, 4, 6 con quay vô cực luôn. Kìa làm lên, đấy. Ok luôn, chiến đấu nào. Chiến đấu, ui xôi, hai đội nào bằng băng 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 băng. Cố lên, đội hình của mình, cố lên những con quay vô cực của mình. Yeah, yeah, ha, các bạn ơi. Thôi, hỏng rồi, bị thua rồi. Lại nhá, ok. Ngay trận đầu tiên mà chúng ta đã bị thua rồi. Không sao cả, ok. Nước sang đây, rồi. Ok, không sao các bạn ơi, kết hợp lên. Lên nào, wow, được một con quay đỏ hòm luôn này. Lên tiếp, wow. Con quay mũi cưa luôn các bạn ơi. Wow, củng cố tiếp, ok luôn. Rồi, mình có con quay đỏ lòm mũi cưa luôn. Xoẹt xoẹt luôn, ha ha. Thế thì làm sao mà đội hình bên kia có thể thắng được mình các bạn. Ok luôn, thấy chưa, win to đi. Rồi, tiếp tục đi nào. Ui, bẫy này, ba cái cột đứng này. Wow, bên này nữa, ôi, cao lên. Ồ, oh, ngon, ấy ngon. Đi nào đi nào. Về được tận 9 con quay một... Bên kia nhiều kinh khủng luôn. Bên mình cũng nhiều không kém các bạn ạ. Nhưng mà bên mình vẫn ít hơn bên kia. Ok rồi, kết hợp lên. Rồi, ok luôn. Chiến đấu nào, xem nào. Xoay. Ui, bên mình những con quay cuộc cực. Anh bay hết những con quay bên kia các bạn ạ. Rồi, lại victory nữa. Yeah. Tiếp nha, đi nào. Bên này. Ồ, cộng 2 lên. Rồi, được 3 con quay vô cực. Bên này nữa, cộng 2 nữa. Ok, rồi. Ui, về đây đi. 7, wow, các bạn ơi, nhìn kìa. Bên kia là một con khủng long luôn. Ok, đây. Mình sẽ phải chiến đấu với khủng long kìa. Wow. Ghê đấy, khủng long ghê đấy. Ok, chiến đấu xem nào. Con quay vô cực của mình có thể chiến đấu lại khủng long không? Ui, con khủng long kìa. Wow, quá ghê luôn. Rồi. Thôi, một con quay vô cực của mình đã bị tiêu diệt rồi. Ok, cố lên. Yeah. Thôi các bạn ơi, hai con quay vô cực của mình đã bị tiêu diệt rồi. Ok, may quá. Mình vẫn còn hai con quay vô cực chống lại được con khủng long kia các bạn ạ. Yeah. Rồi, đi nào. Ui, cộng 15 lên. Ok luôn. Trừ 3. Rồi, cộng tiếp 2 các bạn ơi. Ui, sao mà bẫy nhiều thế. Ấy, về được 4 con quay vô cực thôi các bạn ạ. Ok, bây giờ là trận chiến của giữa hai con quay vô cực với nhau. Ok luôn. Nào, xem bên nào sẽ giành chiến thắng đây các bạn ơi. Cố lên nào. Bên kia cũng có con quay vô cực mũi cưa. À, lưỡi cưa các bạn ạ. Bên mình cũng có lưỡi cưa luôn. Nào. Thôi, cố lên. Ôi, thôi hỏng rồi. Thua mất rồi các bạn ơi. Không sao. Chúng ta sẽ đi lại các bạn ơi. Ok luôn. Rồi. Chứ bạn, ok. Cộng 2 nữa các bạn ơi. Rồi, rất là nhiều luôn. Ơi, về lần này được 6 con quay luôn. Kết hợp lên. Ok luôn. Kết hợp nào. Rồi, có tiếp. Rồi, lên nào. Ok, lên. Rồi, lên. Wow, con quay vô cực đen xì xì luôn các bạn ạ. Ok luôn. Tiếp nào. Lên nào. Đấy, lên đi. Đúng rồi. Ok. Chiến đấu xem nào. Ui, các bạn ơi, những con quay vô cực kia chạm vào con quay vô cực đen xì của mình bay xa mấy mét luôn. Thế thì làm sao mà có thể giành chiến thắng được các bạn. Đấy, victory dành cho mình. Đấy, thấy chưa. Rồi, tiếp tục đi thôi. Ok luôn. Rồi, nhảy lên. Ui, cầm thôi. Ôi, bom. Mày quá. Cao. Đi vào. Rồi, ồ, lần này về được có 3 con quay vô cực thôi các bạn ơi. Ít quá. Không sao. Ok luôn. Đấy, Wow, cái làm lên. Ấy, lên nào. Wow, một con quay màu vàng luôn. Rồi, bang. Úi xôi ôi, quá khỏe luôn các bạn ạ. Con quay vô cực màu vàng của mình quá khỏe. Bang, chạm một phát bên kia mất bao nhiêu là máu luôn. Victory lại dành cho mình. Ok, đi nào. Ui, anh em ơi. Ấy. Ui, nhiều quá. Ôi, thôi, trừ 4. Rồi, ui, bẫy này.
lướt sang đây, rồi lướt sang đây, may quá, về đến đích được 4 con quay. Wow, các bạn ơi, này, bên kia có 2 con quái vật bờ lu luôn. Quay, ghê đấy, nào, kết hợp lên, ok luôn, kết hợp lên, lên nào, ok luôn. Nào, bây giờ nào đi, chiến đấu xem nào, cố lên, 2 con quay vô cực của mình chiến đấu với 2 con quái vật blue siêu to luôn. Cố lên, bên mình liệu chàng chiến thắng không? Wow, có các bạn ạ, quái vật blue mà mình sợ, con quái vô cực của mình quá khỏe, chiến thắng quái vật blue. Ok, đi thôi, đi tiếp nào. Nào, mình bẫy này, không sao, chúng ta nhảy qua bẫy được. Xuống đây, 2, may quá. Ui, chạy theo đây, được rồi, và đến đích được 4 con quái vô cực. Ui, bên kia bây giờ có 2 con quái vô cực đen xì luôn. Đen xì mà mình sợ. Rồi. Ui, 2 con quái vô cực vàng mình quá khỏe các bạn ạ. Bang. Đội hình bên kia nhanh chóng bị thua thôi. Thấy chưa? Nào. Thấy chưa? Mình là chiến thắng. Let's go. Rồi. Nhảy lên. Ui, cộng 12. Ui, đồng quá. Và vào cái bẫy kia rồi các bạn ơi, còn đúng cái lịp thôi. Lại nha. Ok luôn. Rồi, nhảy sang bên này để mà cộng bên này, cộng 12 lên. Ok. Rồi. Lướt sang đây. Rồi. Ê, lướt sang đây. May quá, chúng ta đã thoát rồi. Vẫn còn 8 anh em luôn. Wow, nhìn kìa. Lần này bên kia không phải là con quay vô cực mà là con quay bằng gỗ siêu to luôn. Wow, tận 3000 máu luôn. Ghê đấy, ok luôn. Rồi, kết hợp lên, ok luôn, kết hợp lên. À, lên nào, ok luôn. Kết hợp lên, lên nào. Xoay, ok luôn. Lên tiếp các bạn ơi. Thôi, mình phải cố thật là nhiều con quay vô cực thì mới chống lại được. Ok, lên. Wow, bây giờ mình kết hợp được một con quay vô cực phát ra lửa luôn. Ok, chiến đấu xem nào. Rồi, ui, có lên anh em ơi. Xoẹt. Bên kia, liệu có thể giành chiến thắng không? Khi bên kia có một con quay vô cực, con quay quá to. Không các bạn ạ. Mình giành chiến thắng. Yeah. Ok, đi tiếp thôi. Nào, ui, quay vật blue này. Ui, bây giờ cử quái vật blue ra giữa đường luôn các bạn ạ. Wow. Ui. Bùm. May quá, không sao các bạn ơi. Wow, người noa. Không. Bên kia kìa, có 4 con quái vật blue luôn, ghê quá. Rồi, không sao, ok luôn. Rồi, chiến đấu đi, xem nào. Bên mình có giành chiến thắng không, khi bên kia có 4 con quái vật blue luôn. Nào, cố lên. Có các bạn ạ, 4 con quái vật blue bằng làm sao được 4 con quay vô cực của mình. Ok, đi thôi. Đấy ơi, anh em ơi, đông quá. Rồi, ơi, may quá cả cái cộng kìa các bạn ạ. Rồi, may quá luôn. Ồ, lần này về được có 4 con quay vô cực thôi. Bên kia có 3 con thôi các bạn ạ. Thế thì làm sao mà thành giành chiến thắng được trước 4 con quay vô cực của mình. Chiến đấu thôi. Nào, chưa chiến đấu mình đã biết mình victory rồi, tại vì bên kia ít người hơn bên mình nè các bạn, thấy chưa, ít con quay vô cực hơn. Rồi, bên kia chỉ còn 1 con quay thôi, bên mình còn tận 4 con. Victory, thấy chưa, mình biết mà. Tiếp thôi các bạn ơi, cộng 12 lên, nhiều quá luôn. Ui, lần này, ui, có cái cầu, and có cái cầu, mày, and ui, cầu, bom, ui, về đến đích còn đúng 1 con quay vô cực các bạn ạ. Wow, bên kia bây giờ cử ra 2 con quái vật cờ đen luôn. Ok luôn. Nào, kết hợp lên. Wow, kết hợp lên. Đây, kết hợp lên. Wow, nên kết hợp tiếp này. Lên nào. Rồi, chiến đấu đi. Xem nào. Yeah, 2 con quái vật cờ đen kia. Làm sao có thể chiến đấu lại những con quái vật cực siêu khỏe của mình. Nào, cố lên. Thấy chưa. Rồi, chuẩn bị, bên kia đã bị tiêu diệt một con này. Chuẩn bị này. Rồi. Bên kia đã bị hạ gục một con quái vật cờ đen rồi. Bên mình còn 1 con thôi. Cố gắng lên. Bên mình vẫn còn 2 con quái vô cực cơ. Thấy chưa? Victory tiếp các bạn ơi. Liên tiếp tan giành chiến thắng cho mình. Ok các bạn ơi, vừa rồi mình đi thu thập những con quay vô cực kết hợp lên và tiêu diệt những con khủng long hay quái vật blue cùng quái vật gờ đen tay dài, và mình vẫn giành chiến thắng các bạn ạ. Và video của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.